Bị phản đối, Hiền Hồ vẫn đi hát, mặc váy ngắn khoe chân, vì sổ cam thường làm anti-fan phải siêu lòng. Rất là run vì đây cũng là một cái sự đứng trên sân khấu sau một khoảng thời gian rất là dài nên em rất nhiều cảm xúc với nó. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Hiền Hồ vướng vào lùm xùm tình ái với đại gia U60. Nữ ca sĩ gây tranh cãi không nhỏ khi quyết định trở lại showbiz hậu ồn ào. Đoạn video ghi lại cảnh Hiền Hồ biểu diễn tại một tụ điểm âm nhạc nhận về nhiều chú ý. Trong đoạn video, cô đang thăng hoa với ca khúc Gặp nhưng không ở lại từng gây sốt mạng xã hội. Nữ ca sĩ biểu diễn say mê trên sân khấu, khoe giọng hát nội lực với nốt cao chót vót, nhận được sự ủng hộ của khán giả bên dưới. Mỹ nhân sinh năm 1997 nhiệt tình đáp lại, thoải mái giao lưu không khoảng cách. Chưa dừng lại ở đó, sắc vóc ngày càng lên hương của Hiền Hồ khiến nhiều người trầm trồ. Nữ ca sĩ diện chiếc váy ngắn cúp ngực màu trắng, tạo điểm nhấn bằng đôi găng tay và trang sức lấp lánh. Outfit lộng lẫy giúp mỹ nhân này biến hình thành nàng công chúa xinh đẹp, khoe trọn đôi chân dài miên man và bờ vai mắc áo nhiều người mơ ước. Scandal tình ái giữa Hiền Hồ và đại gia U60 nổ ra, gây cho đảo mạng xã hội. Giọng ca Gặp nhưng không ở lại sau đó đã lên tiếng trả lời cho tất cả. Cô cho biết thất vọng với chính bản thân mình, xin lỗi khán giả và những người vô tình bị cuốn vào câu chuyện. Hiền Hồ cũng khẳng định sự im lặng của mình không đồng nghĩa với việc đang né tránh. Cô viết, từ tận đáy lòng em xin nhận hết những lời chỉ trích dành cho mình. Đó là bài học rất lớn trong cuộc đời mà em phải dành nhiều thời gian để tự chất vấn và nhìn lại bản thân một cách tường tận thấu đáo. Bên cạnh đó em cũng cảm ơn những lời bình luận, phân tích cũng như những chia sẻ động viên của tất cả mọi người. Bài học lớn này đã giúp em thức tỉnh và nhận lại những gì đã xảy ra. Giọng ca Có như không có từng tổ chức đêm diễn đánh dấu sự trở lại làng nhạc. Nữ ca sĩ ở ẩn suốt 6 tháng sau ồn ào tình ái xảy ra. Trong đêm diễn đặc biệt, Hiền Hồ thể hiện nhiều ca khúc hit như là Cảm ơn đến khán giả và đồng nghiệp đã ủng hộ. Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân sinh năm 1997 cũng nhận nhiều lời khen ngợi. Mở đầu live show, giọng ca chính X xuất hiện trong bộ váy màu đỏ rực rỡ, thiết kế cúp ngực giúp cô khoe trọn bờ vai thành mảnh, để lộ xương quai xanh quyến rũ và vòng một lấp ló. Làn da trắng sáng của Hiền Hồ cũng được tôn lên triệt để nhờ sắc đỏ. Hiền Hồ chọn phụ kiện vòng cổ để làm điểm nhấn, có thể nói cô nàng đã có sự lựa chọn trang phục một cách hoàn hảo. Đáng nói bên cạnh đó, mức cát xê của cô cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Một số nguồn tin cho biết mức giá dành cho một bàn 6 người trong show diễn này của Hiền Hồ dao động trong khoảng 15 đến 25 triệu đồng. Với tổng số bàn tại show diễn là 15, địa điểm tổ chức show diễn này có thể thu về con số không hề nhỏ. Điều này dường như càng làm củng cố về đồn đoán mức cát xê của nữ ca sĩ tăng gấp đôi so với trước khi nổ ra ồn ào anh em nương tựa. Chưa dừng lại ở đó, trả lời truyền thông, một bầu show đã tiết lộ giá cát xê của Hiền Hồ rơi vào khoảng 200 triệu một đêm diễn tại Park Club. Tuy nhiên, chỉ giai đoạn cách đây 2-3 năm khi Hiền có nhiều bản hit nhất, giai đoạn sau book show cho Hiền Hồ rất khó. Có thể thấy số tiền cát xê này của người đẹp 9X được đánh giá là khá lớn với một ca sĩ trẻ. Thêm vào đó, một bầu show trả lời cho biết ngoài tiền cát xê, Hiền Hồ cũng lọt top ca sĩ có mức giá phụ thu cao nhất nhì cùng với Tăng Phúc, Vũ Cát Tường. Cụ thể, mức phụ thu show diễn có sự góp mặt của cô tại một phòng trà có giá dao động từ 550.000 đến 1,1 triệu đồng. Tuy nhiên, sau màn tái xuất cách đây không lâu, Hiền Hồ đã gặp vận xui khi mất bản hit đình đám với 130 triệu view, rồi người thương cũng hóa người dưng vào tay học trò Mỹ Tâm, ca sĩ Bảo Uyên. Cụ thể, công ty chủ quản của nhóm nhạc Shimmer xác nhận việc ca khúc này chỉ được hát duy nhất bởi thành viên mới Bảo Uyên của nhóm. Điều dễ hiểu là bởi người sáng tác ca khúc rồi người thương cũng hóa người dưng được sáng tác bởi Rinai, nhạc sĩ cùng công ty quản lý với Bảo Uyên, nên điều này được khán giả đánh giá là dễ hiểu. Thêm vào đó, trong đêm nhạc tái xuất của mình, nhiều người cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Hiền Hồ không thể hiện ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình. Hiền Hồ dần trở lại con đường nghệ thuật sau những ồn ào đời tư. Khán giả quan tâm đến động thái từ phía nữ ca sĩ. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ cũng có không ít lời chỉ trích ủng hộ màn tái xuất của Hiền Hồ. Nhiều sao Việt đã gửi hoa đến chúc mừng như vợ chồng Thu Trang Tiến Luật, Eric, Ngọc Ánh. Eric còn bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ bằng giọng nhắn thương em. Nữ ca sĩ mong rằng khán giả sẽ bao dung hơn về những sai lầm trong quá khứ.